Kể chuyện Thần Đồng Lương Thế Vinh, tiếng Việt 2, tập 2, sách Cánh Diều. Từ nhỏ, Lương Thế Vinh đã nổi tiếng thông minh. Có lần, cậu bé đang chơi bên gốc đa cùng các bạn, thì thấy một cụ bà gánh bưởi đi qua. Đến gần gốc đa, bà bán bưởi vấp ngã, bưởi lăn tung tóe dưới đất. Có mấy trái lăn xuống một cái hố sâu bên đường. Bà bán bưởi lo lắng, không biết làm cách nào lấy bưởi lên. Lương Thế Vinh bèn bảo các bạn cùng đi lấy nước đổ vào hố. Nước dâng lên đến đâu, bưởi nổi lên đến đó. Chỉ một chốc, bà gánh bưởi đã thu lại được đủ số bưởi. Mọi người suýt xoa khen cậu bé Vinh thông minh. Về sau, Lương Thế Vinh đỗ trạng nguyên. Ông được gọi là trạng lường vì rất giỏi tính toán. Kể chuyện Thần Đồng Lương Thế Vinh, tiếng Việt 2, tập 2, sách Cánh Diều. Từ nhỏ, Lương Thế Vinh đã nổi tiếng thông minh. Có lần, cậu bé đang chơi bên gốc đa cùng các bạn, thì thấy một cụ bà gánh bưởi đi qua. Đến gần gốc đa, bà bán bưởi vấp ngã, bưởi lăn tung tóe dưới đất. Có mấy trái lăn xuống một cái hố sâu bên đường. Bà bán bưởi lo lắng, không biết làm cách nào lấy bưởi lên. Lương Thế Vinh bèn bảo các bạn cùng đi lấy nước đổ vào hố. Nước dâng lên đến đâu, bưởi nổi lên đến đó. Chỉ một chốc, bà gánh bưởi đã thu lại được đủ số bưởi. Mọi người suýt xoa khen cậu bé Vinh thông minh. Về sau, Lương Thế Vinh đỗ trạng nguyên. Ông được gọi là trạng lường vì rất giỏi tính toán.